Em thấy chị ra dáng vợ sếp lắm á nha. Cái gì? Con người đấy làm sao mà có được vợ? Eo ơi, tính nết thì khó chịu. Đúng rồi, ế tới già. Nè, tại sao mọi người lại nói như vậy chứ? Mọi người có biết nguyên nhân tại sao anh ta đi trễ chưa? Mà lại quá đáng như vậy. Ờ hay, bọn tôi có nói chị đâu. Sao chị phải nhảy dựng lên thế? Vậy lý do là gì? Bộ cô biết hay sao mà nói tụi tôi quá đáng? Thật ra ngày hôm đó anh... Quang Chi, ra ngoài gặp tôi có chút việc. Hay, có sếp chống lưng có khác. Tại sao cô lại nói chuyện riêng của tôi? Tại vì họ hùa nhau kể tụi anh. Mặc dù là họ không biết được anh đang gặp chuyện gì, nên tôi mới phải làm ra lẽ chứ bộ. Bộ anh không nghe họ nói gì vậy anh hả? Nếu tôi mà là anh á, là tôi đã không để cho họ yên rồi. Tôi làm chi bực mình quá đây nè. Sao anh không cười được vậy? Họ đang nói xấu anh mà. Họ nói cũng có phần đúng mà. Khi chúng ta không thích một người, chúng ta sẽ có xu hướng chung, đó là nói xấu về người đó để cho hả dạ. Đó là tâm lý chung rồi, cho nên tôi cũng không để bụng. Nhưng mà bù lại, tôi cảm thấy rất vui, vì ít ra cũng có một người đứng ra bảo vệ tôi. Thằng nhỏ. Ý tôi là cái ông này ăn mặc hơi phản cảm á mà. Đừng nhìn xuống dưới nữa. Nhìn lên trên mặt của ông ta, cô có thấy trên đầu của ông ta chỉ có một chỏm tóc ở phía trước không? Đúng rồi ha. Đằng sau chọc lóc hả? Đây là vị thần cơ hội. Ông ta chỉ có một chỏm tóc ở phía trước, còn đằng sau thì trọc lóc, cho nên rất dễ nắm bắt được chỏm tóc ấy khi chúng ta tiến lại gần. Còn một khi đã qua rồi thì không thể nào nắm lại được nữa. Đó là lý do cô không thể nắm bắt được cơ hội khi đã để chúng vượt qua đâu. Thôi kệ đi, vợ ai cũng cứ uống trước để ra rồi tính.